chưa? Đã chắc kiểu. Ô, cá cũng biết tán cái ở đây cơ. Ô. Chậm chưa? Chậm ra đây à? Mai vẫn còn. Nó sẽ được lên Facebook và YouTube. Vì bọn này nó không có Facebook, bọn này nó không có YouTube. Mình thay mặt nó, mình đưa lên. Và cả trăm năm, cả ngàn năm nó sẽ được lên. Đâu rồi, con dây này. Sườn sườn này. Cái cục này đang sườn sườn. Ok. Này sẽ lên Facebook, không lên YouTube cho được lâu. Chất lượng ảnh nó cũng đẹp. Yên tâm nhá, nó cho phép mình. Quá yên tâm, không có nghĩa thì hết đi. Cái xa con người là nó yên tâm. Trong cái hồ này thì quá yên tâm. Rất đẹp. Cả chú, cả chú. Cả chú ạ. Cả chú này thì mừng lắm rồi. Cả chú ấy đấy. Nó tốt. Sống được 1-200 năm rồi tốt. Chú à, nó an toàn. Chết vào cá riêu hồng. Cá rói. Ở gần cả chú ấy. Chú ấy.
thấy nó ở được với nhau được lập thật. Chú ăn thịt á. Ăn thịt thì nó khác đấy. Ở đây nó yên tĩnh hơn đây. Đầy đủ thức ăn. Tạo tự nhiên, môi trường tự nhiên. Nuôi con nó cho nó đẻ. Anh nhá, chắc là nó sẽ đồng ý cho mình đưa lên YouTube. Không có kiện cáo gì. Này, cũng không biết đâu mà kiện. Chắc là nó ra chỗ này nó có nắng, mấy chỗ kia nó tối. Nó chui hết vào đây. Đâu? À. Còn nó đang ngắm mình ấy. Khôn lắm. Nó đang nhìn mình ấy. Nó lại đây. Nó lại chuẩn bị cái lông.